But this one, they didn't have to travel very far. So that's very nice. And then over here, we have Front Row Joe. Hey! Woo! We love you! 25. I don't know what they do. I know they're rich. I know what they do, but we love all of you. You're great. Thank you're you. American patriots. Thank you. Thank you. By the way, the Vietnamese delegation. Yeah. I don't know why it's about Vietnam, but they do. We love you. 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 Thank you. We love you. They travel, they travel with me all over. You know, I must be too soft on Vietnam because you like me too much. Yeah, we like freedom. We love you. We like freedom. We like freedom. They want the country for freedom. They want freedom. That's right. That's it. Under fight. We want freedom. Freedom. 5, 6. I think it's 125. I don't know what they do. I know they're rich. But I don't know what they do, but we love all of you. You're great American patriots. Thank you. And by the way, the Vietnamese delegation, I don't know what it is about Vietnam, but they do like me. Thank you very much. Thank you. And we like them. Thank you. They travel with me all over. You know, I must be too soft on Vietnam because you like me too much. You like me too much. Thank you very much. I agree. They want freedom. That's right. With the president. With the president. With the president. Thank you. With the president. Thưa quý vị, vậy là tụi Trang đã đến ngay chỗ rally của sáng nay và đang kiếm được cái chỗ để đậu cờ cho trước cửa của cái rally ngày hôm nay ở New Jersey. Chút nha. Thật sự mà nói hôm nay chỗ này lý tưởng cho live stream mà không có bị tiếng nhạc luôn á. Nhưng mà sẽ cố gắng ha. Mọi người nha, rất là đẹp nha mọi người. Cố gắng nha. Bị tới bến luôn á. Đã không anh?
Không, lên cô lo quay phim trước đi. Hai cái tính. Rồi quý vị, đây là hình ảnh của những cái lá cờ mình đã tung bay trong gió cho ngày hôm nay tại cái buổi rally tại New Jersey quý vị. Và bây giờ chúng em sẽ cầm lá cờ này đi trong đó, còn bây giờ những lá cờ ngoài này thì vẫn bay phất phới như vậy. Trong lúc chúng ta cầm lá cờ đi trong đó một thời gian đi ra thì chúng ta sẽ gắn lại lá cờ cũ này vào đây. Trước tiên hết thì bây giờ chúng ta đã ready rồi. Em còn lấy gì bên trong nữa không? Ok. Ok. Rồi. Bây giờ chúng ta đi vào bên trong nhé. Đây là cờ đang bay phới nè. Đây là một buổi rao lì tại New Jersey quý vị, Wellwood, New Jersey. Một bãi biển rất là đẹp tại New Jersey nha. Đó. Và chiếc hoa nhà kính của chúng ta đã có mặt ở đây. Ngày hôm qua mình chạy nguyên đêm quý vị, và bây giờ chúng ta đã đến đây vào lúc 4 giờ sáng. Và cuộc mời gọi cho ngày hôm nay quý vị. Đó. Trong 2024 quý vị, tại Wellwood, New Jersey. Ok quý vị, lạnh lắm quý vị, gió ở đây gió lạnh lắm. Đó, người ta cứ mua ấp lên, cái dàn ngày càng đông đó quý vị. Đó, và từ đây cho tới 12 giờ thì cái giờ check in. Nhưng mà sau 12 giờ người ta vẫn vô đều đều nha. Cho nên tính thì tính tới với từ đây tới đó thôi, nhưng mà thật sự là mọi người vẫn tiếp tục vô rất là đông quý vị. Tất cả mọi người đang có interview này. Xa xa là những lá cờ bay phất phới trong gió. That's a great option. And also, you know, voter ID. Yes, get involved in your local community, because we always tell people, be a volunteer, have that as a vote, because you can volunteer and then ask, you know, for your local leader to ask for ID. And on the phone, always involved. That's awesome. Well, thank you. You're amazing. You're a great kid. Yeah, you take a picture of your own self, but also 20. But you have to, like, rất là đông như này là cái gì đó, mọi người đã đến đây chờ đợi nó liền như vậy đó, thấy không? Let's go. Let's go, Brandon! I'm gonna go back and break it real quick and try to freshen up. So have you two meet me back over there. Okay. Y'all put your hands up. Woohoo! Can I help you? Okay. Thank you. I'm trying to do far, like jump one. Rappy!
Xích xíu xíu nữa. Rồi. Rồi ở đó đó. Seven, president of America.
All the people are flooded. Đi em quay nãy giờ luôn đó, nó không có ngừng đó nha. Các chị muốn nói gì nói nha. Anh chị tình anh. Should have been here yesterday. Oh my God, there's someone who could pull down the road. Right now, yes. People are waiting for the help. People are trying to wait. So you have disability. Anh chút tình nghe. Đứng yên đi.
Thấy niềm vui cho mọi người. À đây có biết cái xa xa thôi chung luôn mọi người. We're definitely going to make two trips. Let's get our main gear up there. The wall is clear. Quý vị ơi, bây giờ đã là 11 giờ. Tất cả mọi người đã đến đây rất đông. Đông rất online. Chờ để check in. One of the park over there. And over here. People still coming. Chưa giờ rất long line luôn á, full rồi á. Ước tính khoảng 40 mọi người mà. Cho nên mà hôm nay là thứ bảy nữa quý vị. Cho nên bây giờ là mới chút xíu rồi thôi. Chứ mới có 11 giờ mà ha. Còn mấy tiếng hồ nữa mà. Từ đây tới chiều là quý vị biết rồi. Số lượng nó càng ngày càng lên như thế nào. Dạ. Số lượng càng ngày càng lên. Cho nên chúng ta chỉ gặp. Let's go. Trời vô tình em. Quá đã luôn. Và hôm bên này cái trò chơi đã không em? Và hôm nay tham này gần đây không cái tin này. Nó nắng nó chói giờ nó sáng quá. Bị cái lại với cái bên này vô trước mà. Yo. Thank you. Have a good time, have fun. See you the next, the 47th President of the United States. Yeah! Woo! Oh yeah, in the 47th. Throw your trash. Please be respectful. As you can see, we have a lot of beautiful trash bins here. Let's be respectful of this beach. Let's show that we're not the ones that like to riot and mess stuff up, okay? Clean the bathroom. Yeah. Woo! We're the good guys, let's act that way. Woo! We're gonna open up soon. Yeah. Yes. Everything is be calm. We're gonna start with SG&EV, okay? Just be calm. Let us come through. We have a bunch of volunteers. Please be respectful to them. They have the authorities to direct you where to go, okay? I'll be in there at some point too, helping out. We're all gonna be running around. Thank you guys so much. God bless you guys. Let's have a good time. Thank you. Harry, look this way. Come on. Yo, you got to go. 12:20. Tham bò tới trước sớm luôn thì bây giờ ngồi đây. Đó, mọi người đang vô.
Bây giờ mọi người đã vô bên trong rồi nè quý vị. Giờ này thì bây giờ đã là mấy giờ rồi? Để em coi thử coi. Dạ, 12 giờ rưỡi quý vị. Đúng 12 giờ rưỡi quý vị thấy không? Giữa một bãi biển vậy á, mọi người đến đây ngồi ở ngoài biển này đứng ngồi chờ để tổng thống đến nói chuyện vào lúc 5 giờ chiều hôm nay. À vào lúc 3 giờ chiều chứ. Và quý vị thấy mọi người đã đến đây như vậy nè. Tất cả mọi người đến rất là đông quý vị. À, xung quanh đây là một cái phạt sau lưng mình, sau lưng mà tổng thống nói chuyện chiều hôm nay thì đó là một cái water park đó. Quý vị, water park right here. Bầu Trump. Đây bên ngoài nhìn vô quý vị, bây giờ bên trong đã đông rồi. Bây giờ người ta không cho vô bên trong nữa. Bây giờ tất cả mọi người, người nào mà đến sau bây giờ là chỉ có việc đứng phía ngoài này thôi, chứ không còn vô được bên trong nữa quý vị. Mà nguyên cái bãi này là để trong cái chiều hôm nay đó. Phía ngoài kia quý vị vẫn đang còn cách line đông kẹt bên ngoài đó. Đó, tất cả mọi người vẫn đang còn check in vô nha. Cái cổng check in thì ngay đây. Mọi người vẫn đang còn check in vô rất là đông. Đó, chính vì vậy cho nên let's go. Quý vị ơi, hello, kính chào quý khán giả của Bình Phỏ Mộc Trang nha. Bây giờ hiện tại đã là 1 giờ rồi quý vị. Đây là những cái line để người ta chờ order food để mua vào ăn quý vị. Đó là nguyên bãi nha, rất là trống trơn như vậy. Quý vị, bây giờ càng ngày cái đông, bên trong đã đầy rồi quý vị, đó bên trong là full rồi. Bây giờ mọi người mà tới đó là chỉ có đứng bên này quý vị thấy không? Tất cả mọi người bây giờ ngồi một số ngồi ngay hai bên đằng nào rồi bắt đầu mọi người đứng bên đây. Và cái phạt này quý vị chút xíu nữa là sẽ đông nghẹt cho mà quay. Ngoài bên ngoài thì bây giờ mọi người vẫn đang còn get line đi vô nha quý vị. Bên ngoài vẫn đang còn get line out đi vô trong này để cho dự một cái buổi rally như vậy. Và quý vị nhìn bên này ta có thể thấy được là một bãi biển của New Jersey như thế nào này quý vị. Đó, cảm giác biển này nó lạnh lắm hay sao mà không ai tắm hay sao chứ gì. Đó, à, đó là cái sân chơi roller của cái park nó chơi nha. Đó, xung quanh đây sẽ kiểm tra rất kỹ, cảnh sát tuần tra liên tục quý vị. Và đó, đó là sân chơi này. Và bãi biển thì có ngoài này. Đó, bên ngoài là bãi biển đó quý vị. Lớn kia sợ không? Cái nào thì các bạn biết đó. Cái này. Oh my god. Quá trời đông. Chiều nay là sẽ phu mấy cái bãi biển này nghe như vậy. Và bây giờ gió là đất lạnh rồi đó. Bây giờ là 1:10 quý vị, tất cả mọi người vẫn đang còn cách tin chưa? Và bên ngoài vẫn còn rất là đông nha quý vị. Mọi người đi vô đi ra quá trời rất là đông không còn cái tay đông đâu. Họ đã chút xíu nữa, chút xíu nữa chỗ này là sẽ phu đấy quý vị biết không? Chỗ này nè, đây 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 khu vực này chút xíu nữa nó sẽ phu hết khu vực này. Tại vì bên trong là bây giờ đã đông hết trơn rồi, cho nên chút xíu nữa là mọi người sẽ đứng đây là quý vị sẽ thấy là nó sẽ phu nguyên cái mặt kính này cho mọi người. Ok quý vị. Đó, mọi người vẫn đang còn check in chưa? Đó quý vị, rất là đông. Yeah, bên trong là full rồi. Quý vị nhìn bên ngoài này có gì? 1:00 mấy rồi nhưng mà mọi người vẫn đang còn check in vô rồi, có gì thấy không? Ờ, mọi người bán sách của tổng thống này. Đó, mọi người đang còn check in với video ở phòng. Rất là đông chứ gì, còn đông lắm. Bên ngoài vẫn còn đông. Really? Yeah, just look at you. Thank all you. Decked out. Awesome. Thank awesome. You. Chắc đi trường quá trời đông rồi. Chúng ta rất là kỹ nha.
restore, heal, and unite our nation and bring salvation to it. In 2 Chronicles, it tells us, if my people who are called by my name will humble themselves, pray, seek my face, and turn from their wicked ways, I will heal them from heaven. I will forgive their sin and heal their land. Father, we ask today in the name of Jesus that you would give supernatural wisdom and understanding to President Donald J. Trump. Yes. May your blessing rest upon him. May you give him continued strength to persevere and endure for such a time as this. Lord, protect President Trump's wife, sons, daughters, grandchildren. Keep a hedge of protection around them. Guard their hearts. Strengthen their resolve to honor you. We lift up every political leader in our nation. May they recognize the foolishness of leading in our own strength. And may they trust in you alone. Your word tells us that the fear of the Lord is the beginning of wisdom. And may every leader lead with the true reverence of you. Lord, I pray that you would intervene in the affairs of men and expose the wickedness and the evil within our nation. May we live with patience and kindness towards everyone, and may we not seek vengeance against evil, but recognize that your word tells us that vengeance is yours alone. Lord, strengthen every marriage and family across this great nation. Bless and protect our soldiers and their families as they defend our freedom and liberty here at home. May every leader in this nation have a heart to please you, God, and not to please men in our stand for truth. May each one of us desire to live a life in such a way that recognizes. I respectfully ask that you remove your hands, place your hand above your heart, and show respect to our country as I lead you in our Pledge of Allegiance. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. National Anthem. Oh, say can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright sight through the perilous fight, o'er the ramparts we watched, o'er so gallantly streaming, and the rocket led a glare above the bursting. Come down!
don't like higher taxes. They don't like foreign wars. And they don't like a president who can't stay awake all day. Ladies and gentlemen, we have a historic opportunity, but the number one question that I get asked is how do we prevent them from stealing this election? How are we going to prevent it? And I'm here to tell you, we are going to be too big to rig! Let's go Trump! Yes, the heroes welcome for the former president of Formula One Miami Grand Prix. Trump waved to the crowd and stopped by in the glaring garage. He was at Formula One race down in Miami, at Miami Grand Prix. The crowd was crazy chanting USA, USA, as he was waving to the crowd. That kind of reception shows that President Trump is not only welcome here in Florida, but he's probably all welcome around the world. The driver that he talked to last ended up winning the race. Andrew and President Trump for allowing me the privilege to address this amazing crowd here in Wildwood, New Jersey. Exactly 25 years ago this month, I graduated from the Cape May County Police Academy and embarked on my law enforcement career as a summer officer for the residents here in Wildwood. Known for its historical doo-wop charm, fast boardwalks, piers, and thrill rides, the only thing bigger than these beaches are the hearts of those who live, play, and work here. Born and raised in Galloway Township in neighboring Atlanta County, I went on to serve my hometown with those same values taught to me by my mother and father and reinforced by my fellow men and women in blue here in Wildwood and throughout my career. I treasure my time in the summer of 1999 and carry many close friendships until this day. Friendships that were built on respect, loyalty, and putting your family and your community first. Putting America first. And let me repeat that. Putting America first. Putting our families first. Our faith and our communities first has to be our number one priority. I get ready for work every morning just like many of you do with the national news on TV and AM radio on my way into work. If you don't do this and are looking for a real pick-me-up, I suggest you start. Some might say the news is depressing, but not for me. It only fires me up, so I get in and get ready to go. We need to get back. Students were storming the American flag and singing the national anthem. Protesters began to take down the American flag, and that's when the guy stepped in. Patriotic fraternity brothers stepped in and said, not today, Hamas. The group of frat brothers defended the American flag from anti-Israel protesters. I held the Israeli flag, and they held up the American flag. While protesters chanted at us, screamed at us, I was told to kill myself about 50 times. Called the white supremacists, the fascists. They protected the flag for an hour. They were pelted with bottles and rocks, but they stood strong. I think the most popular college students right now are the ones at UNC. God bless those UNC frat guys for taking down the Palestinian flag and putting up old rules. Giving us some hope there. Not all college students have gone well. They're being celebrated for, and what might be more rare is their bravery, their willingness to stand up and exhibit that patriotism and protect America. All is not lost in every corner of America. There are many people that love this country. I'm very happy to meet the former president, who's quite a scene. These are hardworking New Yorkers, okay, union members who have been working on this big construction site here in Midtown Manhattan near Trump Tower. Maybe we're Democrats, but for me, they're a Republican. We built a lot of great buildings in this city with these people. And they give me great support. They're very, very talented people. They don't get the credit for it. They're very few people can do what they do. These union workers who are here to talk to the president are paying the price of failed economic policies currently in the country. And you heard in New York City, chants of "We want Trump." We want Trump. A lot of people are talking about how unusual it is to see so many Trump supporters at 4, 5, 6 in the morning. Does that surprise you? No. President Trump is leading Joe Biden 3-1 on my presidential poll out of my 9,000 members. Trump's turn again.
message to Joe Biden. You, America. God bless everyone this afternoon. Greetings to all the dignitaries. Today, very quickly, I want to share three important points. Faith, family, and values. Our nation is in chaos. We need to turn back to faith. Hebrews chapter 11, verse 6 says the following, but without faith, it is impossible to please God. For he who comes to God must believe that he is, and he is the rewarder of those diligently seeking him. Isaiah 41, 31 says the following, but those who wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. We need to seek the Lord for new strength, new wisdom, to turn the situation around. My second point is the family. God designed the family to fill the world with the glory of God. Genesis chapter 1, verse 27 and 28 says the following. So God created man in his own image. I love Cape May. I love New Jersey. Let me tell you something.
I call it, this is the part of the program where I scare some of the professional staff back there, because I don't have a stump speech. Now, some of you may not know what a stump speech is, but it's something that you memorize and learn, and you say over and over again when you go around. I just kind of say what comes to me, and what I feel, and what's in my heart, and what's in my mind. And I came here today, and I knew this was going to be great. I knew it was going to be great, but I just didn't realize, I don't know why, because you get bound up in all the things that go on every day, just how great it is. It is so good to see all of you people who love the United States of America, people who believe in the United States of America. Now I'm going to tell you why we're here today. I want to talk in two parts here. One part's going to be a little tiny bit boring for a minute, because it's going to be how to win. Because ladies and gentlemen, we have to win. Do we know how to win? Yes! Are we going to win? Yes! You're damn right we are. So the first part, why are we here today? We are here because we remember where we were 4 years ago. We remember 4 years ago when we had a great economy. And we see what's happening right now in an economy that's faltering. Do you know that young people today need to make twice the income they needed to make just 4 years ago to be able to buy a home or rent an apartment? Yep. We are here today because we're tired of the open borders. There is nothing wrong with saying that you believe in America and that you believe in America first. There's no, immigration is a good thing. Legal immigration. This administration, we have people coming through our doors into our country that we're subsidizing their housing. We're subsidizing the food they eat. We're subsidizing their education. We're subsidizing their travel. We're giving them bank cards. And we have Americans. We're breaking their butt every single day to make a living, to try to just survive, to educate their kids, to pay their rent, to pay their mortgage. They're Americans. America first. And you... And you know what? When people come to this country, they should have to pledge to the flag of the United States and believe in this great country. Yes. And then there's the corruption. I sit on the Judiciary Committee. Might sound like it's boring, but it's not. All the stuff you hear about the corruption, it goes through the Judiciary Committee. And we see what's going on. We see the special deals that are being set up for Joe Biden's son. We see that they were literally going to send FBI agents into traditional churches. I don't make this up. We see they were sending people into all kinds of areas they don't belong. They were going to send undercover people into school boards until we found it out. It's wrong. It's un-American. It's not what we're about. That's why we're here today. We're here today because we're damn tired of being worried about walking around our cities and not being safe. We're sick of it. We're sick of paying high taxes. And we're sick of the money going for the wrong stuff. We're tired of it all. We remember when we were independent with energy. We remember when our foreign adversaries feared us. We remember when the world respected and recognized us. That's not the case anymore. President Trump, when he was in, we had the Accords, the Abraham Accords. We had peace in the Mideast. Now we've got war in the Mideast. Now we've got war in Ukraine. We left Afghanistan in disgrace. How could one administration be so bad in such a short period of time? Makes us sick. That's why we're here today. Now I'm going to tell you why. I'm going to tell you something else today, too, as I look out. Welcome. Welcome to the largest political rally
in the history of the state of New Jersey. Committees, all the mayors, all the important folks that are here, and they are important. But we got to do some things differently. We got to learn how to win. I'll tell you one thing about Democrats, and I know Democrats, let's face it, you know my history. And I'm so proud to be with you. That Democratic Party does not represent the Democratic Party of our parents and our grandparents and our great-grandparents. We believe in America, and we believe in winning. They do too. They know the end game, which is to win. So here's what we gotta do. We've gotta get out the vote. Yes! And I mean it. Now you think it may not happen. Do you know in the last election that it was 1/1000th of a percent that made the difference? We can't, yes they did. But we gotta win by so much and do so good and be so strong, it won't matter what they do. So here's what we're doing. I like to vote on election day and that's it. But right now we gotta live by the rules. When President Trump is president again, we're gonna change all this. But there's early voting, not vote by mail, but early voting. And that means when you are voting early, we got your vote in, so we know where we've got to get our vote out. I want every man and woman who's here, every political leader who is here, to make sure that we have a record amount of early voting. Because we can't get everybody out to vote in 14 hours. It takes days. The Democrats know it. They do it. They're masters at it. They win with it. So we gotta do better. Are we gonna do better? Yes! Damn it, are we gonna win? Are we gonna bring our country home? No! Are we gonna make America great again? Yes! Are we gonna be the shining city on the hill? Yes! Are we gonna be the leader of the world? Yes! I'm so damn proud of all of you. Get that vote out. Let's win. God bless you. God bless America. And God bless Donald Trump. Thank you. We'll be right back.
Kath and I just flew in with President Trump, and I gotta tell you, he is so excited to be out here with you tonight in a few minutes. To kick things off, I need your help. I'm gonna ask you a question, and if your answer is yes, I want you to yell Trump as loud as you can. Here we go. Who are we gonna send back to the White House in November? Oh, that was great, but I think you can do a little better. Who are we going to send back to the White House? Okay, one more time. This one has to be so loud that they can hear it in Biden's basement in Delaware. Who are we going to send back to the White House? That's fantastic. As they said, my name is Doug Burgum. I'm the governor of the great state of North Dakota. In North Dakota, we're building a presidential library for Theodore Roosevelt. It opens on July 4th, 2026, and you're all invited. One of my favorite PR quotes is called "The Man in the Arena." I'm sure you're familiar. Theodore Roosevelt said, "It's not the critic who counts. The credit belongs to those actually in the arena whose faces are marred by dust and sweat and blood." You're here tonight because you care deeply about this country. You care about your community. You care about your family. You care about the future of this country. And by being here tonight, you are in the arena. And you know who's grateful that you're here? Those of you that have stood here for days, those that are lined up outside, those that are watching online. President Trump is grateful that you're in the arena with him fighting to elect him. I've had the honor to serve as governor under President Trump. In the last 3 years, I've served under Joe Biden. Working with President Trump as a governor was like having a beautiful breeze at your back. President Trump respects states' rights. He cut regulation. He lowered taxes. Working under the Biden regulatory regime is like having a gale force wind in your face, because the Biden bureaucrats are treating our constitutional republic like a dictatorship. Yes? Yes, we've been living under their Biden bureaucratic rule for 1,200 days. They think they've got a one-size rule for every solution. They can create a mandate and a regulation for anything to tell you what to do in your family, your small business, in your home, in your community. And they're crushing our economy and empowering our adversaries in pursuit of the big green fantasy, which is actually a nightmare that defies economics, physics, and common sense. Under President Trump, America finally achieved energy independence. But under Joe Biden, he's making America energy dependent on regimes who hate America. Biden's agenda actually hurts America and helps our adversaries. It's like it was written by Russia or China. Joe Biden wants America to buy energy from our enemies rather than us sell it to our allies. That changes when President Trump is back in office on day one. President Trump will make America more energy independent. He'll go beyond that. He's going to make America energy dominant. Because President Trump knows that American greatness has always been achieved by innovation. And he believes in innovation over regulation. Under national security, President Trump, when he was in office, we had peace through his strength. Joe Biden's weakness is actually causing wars. Just look at the Middle East. Israel, barbarically attacked by the terrorist group Hamas. And who funds Hamas? Iran.
President Trump left Iran on its knees financially. Joe Biden appeased Iran, lifted the oil sanctions, and has given them hundreds of billions of dollars that they're using to fight wars against our allies. There's a long-standing American principle, and President Trump would never do this. We don't negotiate with terrorists. But Joe Biden went beyond that this week. He's now negotiating for the terrorists. Biden is undermining a great American ally, and you know why he's doing that? Because he's trying to score political points in November with the Hamas wing of the Democrat Party. But under Donald Trump, America will be strong again and our allies will be safe. Everybody here, you all know, historically, the great economist Christian Craighead. Good afternoon, New Jersey. I'm going to start by letting you get adjusted to my accent, because I am British. So it's an absolute honor today to be here representing my friend, President Trump, and to support his message, which is democracy, freedom, and to make America great again. So I'm now going to share with you some days of my life, which those days led me to this moment right now, right here, speaking to all you beautiful people. In 2019, whilst I was serving in the British Army and living in Kenya, we went on down the corridor. They told me to wait in a room. While they went into a private study, that room I was in, by the way, was the Oval Office, and it's a lot smaller.
Nightmare. We want safe communities, not defund the police and abolish cash bail. How about cash bail? Of course, with me, they probably want bail. Let's get Trump to, but I'll be the only one in the country to put up bail. Instead of Joe Biden's weakness and chaos, we want peace through strength like we had it just 4 years ago. It's time to set up, and really what we have to do, we have to set high standards because this country has never been in a position like we're in right now. We're laughed at all over the world. Leaders that respected us 4 years ago are laughing at us. So it's time to set other differences aside and come together, get the job done for America. We're going to make America great again, and we're going to do it fast. I'm sure nobody ever saw The Apprentice. That was a big hit. That was a big, powerful hit. But I'm going to look at that guy and I'm going to say, Joe Biden, you're the worst ever. Joe Biden, you're fired. Get out of here. You're fired. Get out of here, Joe. He's straightening out our country. He's not going to destroy it. He's destroying it. As you know, summers at the Jersey Shore have always been a fixture of life for families all across the region. But thanks to the 50% Biden inflation tax, you know, it's a new tax. 2 weeks ago, I was looking at inflation numbers. They're devastating. They're country busters. When you have inflation, it breaks countries. And I'm talking about 500 years ago or 300 years ago. And they're country busters. And it's a tradition that you have here that's so incredible, but you're being busted by inflation. Everybody is all over the country. In the past 3 years, the average New Jersey family has lost $23,381 to the inflation tax. That's a hell of a lot. And frankly, they're using fake numbers because they don't include the worst numbers. And the Biden price hikes are continuing to drain over $1,000 from the typical New Jersey family budget every single month. So it's $1,000. That's $12,000 for a family. Hot dogs. Let's talk about hot dogs. I just had one, actually. Thank you. There's so many people here. There's so many people here. More than double, but we can't even see the end. I wish we didn't have the press here. I wish we would have the hell back so bad. You know, I always tell the press, turn your cameras around to show the audience, okay? They never do it. Look, look, fake it. Fight in detail.
They showed every blow to the face they showed. So I realized that wasn't the reason. They just don't want to do it. I can't figure it out. Here in New Jersey, you're suffering under some of the highest property taxes and sales taxes in the nation. Just about the highest. And now Crooked Joe wants to massively raise your income taxes, promising that the Trump tax cut. So I got you the biggest tax cut in the history of the country. Thank you! Bigger than the Reagan tax cut. And we're going to bring manufacturing, tourism, and other industry back to New Jersey like it's never seen before. We were doing it, and we did it. There's never been a better time. Actually, your governor told me that. They've never had a better time than the 3 years. 3 years just... Say it! I grew up a Democrat. And I've always been a Democrat. Until I met this man right here. He will not have to worry about nobody in my family ever vote for a Democrat again. Don't you just love that guy? Don't you just love that guy? I tell you, it has been a very exciting day. You guys, not one person left him. You're still here yelling and screaming. So, my word is, Wild Wood, are you in the house? I can't hear you. Wild Wood, are you in the house? Thank you guys for all your support. How about a great shout out for Metro Exhibits, baby? We made it all happen. USA! USA! Great guys, USA. Look at OJ. How would you like to have to tackle this guy? They are great people. Also with us here, a man who's really been a fighter for me. Well, thanks to us also. A state-of-the-art missile defense shield that will entirely be built in America and create jobs. Much of it's going to actually be built in New Jersey. We will rescue our healthcare system from Joe Biden's migrant invasion. It was recently announced that Crooked Joe is now giving Obamacare and all free government healthcare to illegal aliens. You know what? They get treated better than our military. They get treated better than our own citizens. Every penny of Biden's plan will be funded by American citizens taken out of your pockets, your paychecks, your wallets, and taken. What they're doing is crazy. This country cannot afford this. We can't afford it. We all have a big heart. We want to take care of people, but it's not sustainable. We won't have a country any longer. I will mean, and it will be, the highest taxes we've ever had to pay, the highest premiums we've ever had to pay, and much longer waits to see your doctors. That's what's happening. It's happening with your schools. Kids are occupying your schools. They're taking the chairs of your own students and your own family members, your children, and they're just not giving them back. And they don't speak English. They're sitting in chairs listening to a teacher talk in English, and they don't speak English. And it will mean Biden's border invasion will become even larger as the world floods over in search of all of these government benefits that we're giving people that come in illegally. And they're coming in illegally because of the benefits in addition to other reasons. According to a new study, illegal immigration is already costing New Jersey residents $7.3 billion every single year. That's $2,100 per household, more than any state anywhere in the country. And it comes and it stops the spending on bridges, roads, New Jersey Transit, and all of those other things that we need. Day one of the Trump administration, we will cut off all of Biden's taxpayer giveaways to illegal aliens. If the Biden invasion is not stopped, it will also... And we will make America great again. Everybody told me you could be
whatever you wanna be. So I told myself, I'ma be a singer, I'ma play on the keys. I can do whatever I want if I just believe, yeah. But then over the years, everybody's telling me to find a career, huh. And I be rolling my eyes, thinking I'll be alright with my guitar by my side. But now it's like 55 quid for my phone bill and a tenner for my bus pass too. I wish I could go back and tell myself that life is gonna hit you hard. They say money won't buy you happiness, but being broke really ain't a good time. So all I want is just to get paid. I know I ain't shit, but I'm gonna make a wage now. Tell me, think about the future, yeah. But what if I don't even make it there? I don't wanna be worrying about that. But that's been where my mind. Cause now it's like 55 quid for my phone bill and a tether for my bus pass too. I wish I could go back and tell myself that life is gonna hit you hard. They say money won't buy you happiness, but being broke really ain't a good time. So all I want is just to get paid. I know I ain't ashamed of trying to make a wage now. Money, 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 money makes the world go round. Money, 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 money got me feeling down. They said go and chase your dreams, but never told me that I have to wake up. Thank you.
Thank you.
you're coming along. Okay, yeah. Mm. Yeah, we have two flags with the base. One American and one Vietnamese, but do you need more than that? No, you can have it. And then Chang, and then Chang. And then do you need the tall one where you sing the national anthem, we just pull it up, or just one stand still? I mean, yeah, let's, I don't know, it's up to you. If you want to bring that for outside? Oh. Yeah, that's more for outside. This place outside, so people would find a way easier. Morning, 5 giờ sáng vậy, đang tập vô đây, đổ xăng xong rồi, chiếu những cái pilot. Bây giờ còn tiếp mình là nó, chạy chạy giờ cũng qua khỏi Washington rồi, giờ còn về hướng này là tới đâu rồi, không biết không? Chưa tới, với mục tiêu rồi, để chắc tiếp, đường chạy không biết được, khu vực này chắc nó cũng đừng tới. Qua về dưới nhà hả? Tới North rồi hả? North Carolina rồi. Ok, good morning tụi em. Đây là cái chỗ kia, ok. Bây giờ sau lúc giao đi, xong chạy một khoảng 5 điểm một đấy. Và bây giờ thì một giờ đây là 5 giờ rưỡi sáng tụi em. Giờ mình đâu sáng nữa. Thì bây giờ là khu vực của Rocky, của North Carolina nha. Được rồi, chạy về tới Rocky, North Carolina rồi. Từ đây chạy về nhà thêm 9 tiếng tụi em. Đó, được nha. Nó không được gì, giống như là
nó không được đâu. Mình có quyền mình kéo cái chỗ sắc vào, nó trong nó sắc đỏ, nó không được cái nhào búa kẹp cái đó là cái thứ gì mà về sắc đỏ nó không được. Còn kể cả cái cây phim cũng không được luôn. Cái cây phim nó chưa được, không được. Thậm chí là cái phim mà người ta phải tránh, người ta mở cái bút ra bên trong cái gì nữa. Cái cây nó phải được, nó đơn giản. Mình tuyệt vời lắm, tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Mặc dù tụi em đến từ sáng tới chiều, nó không bị người đâu, từ sáng tới chiều. Anh cũng tổ tự đi luôn. Tại vì cái gì vậy bạn? Ra đó anh cũng gì có gì đâu bạn. Cái này quá tuyệt vời, đẹp, tốt đẹp. Ok, thì tiếp tục tổng thống nhé. Và bây giờ, cái bắt nói lên đây. Trước đây
tốt có xấu có, nhưng mà đối với mình, cái người mà đã mang ảnh để đâu ra mình rồi, đó là hai người đó, hai phần xong rồi đó, cố gắng đi, phụng dưỡng cho cái đòn đi, rồi lúc đó mình mới ra ngoài, mới là Phật tử nào bên ngoài đó, mình mới lo, còn trong nhà mà còn hai ông Phật sống đó mình chưa lo nữa, thì đừng có lo, mày nói được cái chính nghĩa luôn, cái chính xác lắm đúng không? Hai Phật sống ở nhà đó không lo, trong đi đâu lo chứ vậy? Trong nhà Phật có phụ trang, có tứ không? Nhưng mà cái ông đầu tiên đó là báo hiếu cha mẹ luôn. Nên là khi mà thụ hưởng được cái điều đó thì mình mới là một con người tốt được quý vị. Đó là cái lễ báo hiếu là cái lễ là lớn nhất trong cuộc đời của chúng ta. Cái hiếu mình chưa trả hết thì ngoài đời mình đã làm cái gì? Mới ai nghe? Nó không thể nào nằm trong sự giả tạo được. Vậy khi mà một đứa con mà lớn lên hấp thụ được những tinh hoa của gia đình nó sẽ đối đãi và nó cư xử với xã hội cũng khác hẳn với một đứa con mà nó không được hấp thụ điều gì và ngông cuồng ngạo mạn. Chính những cái điều đó đã đẩy nó đi đến cái thất bại. Dù trong túi nó rủng rỉnh tiền bạc nhưng về tư cách và đạo đức nó không còn nữa. Mà hai con người ta nói sao quý vị? Có tài mà không có đức thì vứt đi. Có tài thì phải có đức nữa quý vị. Mà có đức cũng không có tài cũng không có làm được điều đó. Nhưng nếu anh là người có đức, anh thành phụ, anh sống có ích cho xã hội, điều đó vì anh không may mắn để anh trở thành một thiên tài, nhưng anh là một người có ích trong xã hội này và có ích với gia đình mình, nên cái chữ đức độ nó quan trọng rất là nhiều. Đó là quan điểm của Trang, có thể quan điểm của quý vị khác. Trang bớt kẹt quá trời kìa. Yeah, nên là nãy giờ đi mà quên chia sẻ với quý vị nhiều vấn đề lắm, về tổng thống Trump, về cuộc rally hôm qua và những cái và hai lời xin sau đó, rồi qua nay trên đường đi thì Trang có được nhận một cái email của Tim Trump gửi lời cảm ơn. Tại hôm qua quý vị biết không, khi mà Trang đậu cái xe cái cờ đó đó thì ở phía ngoài á, mọi người đậu đứng dọc đường đó để đón cái đoàn xe của tổng thống đi vô, nó quá đẹp đi quý vị. Rồi đoạn phim nó quay lên thì cờ bay phấp phới luôn, mọi người đứng thì che cái xe hết trơn rồi, mà đứng dọc hết luôn. Tại lúc đó là bên trong mà, nên ở phía ngoài đó là đứng dọc hết trơn luôn. Thì Trang với mình hôm nay là dành cái video sáng nay cho ngày của mẹ, nên là không có nhảy vào những cái chuyện rally, nhưng mà cũng xin được chia vui với quý vị về điều đó. Và đó cũng là một món quà đó quý vị. Nên là khi hỏi là tại sao mà tổng thống hỏi là I don't know why they follow me, they go everywhere, thì anh Bình nói là what freedom. Cái tiếng nói của mình rất là lớn lúc đó, nó xuất phát từ cái thật trong mình á. Nên là ta đứng một giữa diễn đàn, sorry tất cả mọi người đã đến nó tham dự, nhưng mà cuối cùng vì thời tiết phải bị cancel. Quý vị, người ta đánh đông dẹp tay, thứ nhất vậy, thứ hai nữa, nhất là tụi New, nó mượn cơ hội đó để nó hay đánh phá cho tổng thống. Và cái con này không khác gì một con hề rẻ tiền, và nó đang còn đánh phá tổng thống đó quý vị. Tại vì chỉ có tụi mà CNN, tụi fake news á, nó mới lên nó làm những cái trò hề là nó đưa là cái buổi rally của tổng thống hôm nay không được thành công tại vì như vậy như vậy như kia, mà cái đó là xạo, cái đó là xạo, không phải là vì thời tiết thành vì đâu, mà vì ngày tới đó không được, cho nên là mày xạo. Không khác gì một đám dân chủ và một đám fake news nó làm điều đó với vị tổng thống của chúng ta. Nhưng mà qua đây là cũng là một cái kênh nó đã tới được. Chơi em ha. Chơi em.
xe chụp hình nè quý vị. Đây là đoạn đường về. Wow. À, bây giờ tới trạm dừng chân, tính ra là phải đi tới cái chỗ mà Red Area, à, tới đây bất kỳ, nhưng mà nãy giờ chạy 3-4 tiếng đồng hồ lắm rồi quý vị, chạy thẳng đây đuối lắm rồi, giờ phải ghé vô Red Area nghỉ chút xíu và cho đi vệ sinh xong rồi chúng ta sẽ tiếp tục đi nha. Có skill đi đàng hoàng luôn nha, thấy không? Cái chỗ này đẹp lắm quý vị. Wow, tuyệt vời. Yeah. Tiếp tục. Let's go, let's go. Georgia stick. Georgia, Georgia stick. Đây là trạm dừng chân tại cái trạm dừng chân Red Area của Georgia nha. Đây là cái ranh giới của Georgia và Florida. Đi lên chút xíu nữa là tới cổng của Florida rồi quý vị. Tiếp tục chạy. Nghe đại có chút xíu nữa.
nếu mà thật sự ra nếu mà chạy xe là chính cái luôn hai ba tiếng cho tới về. Canh ta la để mớt nhiều người ra, đừng có qua đây nghe được cái sự. Thế quý vị, đây là tạm dừng chân cuối cùng cho lần đi hôm nay, và bây giờ đây đã sẽ vào trong bất kỳ để mà đổ xăng thêm một lần nữa quý vị. Đó, quay ra bên ngoài các quý vị thấy nè, bây giờ mình đi vô bên trong để mà mua ít đồ nữa. Đây là tạm dừng chân cuối cùng cho cái chuyến đi rally tại New Jersey hôm nay. Ok, đi vô bên trong lại nha. Đây là chỗ bất kỳ đây. Bất kỳ. Đó. Ai cần gì thì cứ vô đây nha, đầy đủ. Đầy đủ thức ăn, thức uống. Nè quý vị, khô bò quý vị ha. Bán đầy rồi đó. Kể cả mua, quý vị vô mua phao cũng được nha. Thích thì mua phao, còn không thì mua bịch sẵn. Còn mình muốn mua bao nhiêu phao, nó bán bao nhiêu phao hết. Cần bao nhiêu bán bao nhiêu. Đó, đồ ăn nóng, bánh mì, chắc quay. Đây. Nước nuôi đầy đủ. Hôm nay là ngày lễ mọi ở đây quý vị, cho nên thành ra nó đông hơn được quý vị. Nãy giờ ấm đầu xe Bắc Kinh không là thấy tiểu chạy tới không hai dòng luôn mới tới chỗ Bắc Kinh. Đây tất cả đồ ăn đồ uống quý vị muốn mua. Đây là đồ lạnh nha. Trái cây là đủ thứ. À, đi qua bên này nè, cho quý vị qua bên này. Đây là bánh sandwich rồi nè. Nó nóng hổi và thổi qua ăn luôn. Đó, vừa thổi qua ăn làm kìa. Hấp dẫn không? Em muốn. Yeah. Ok. Tiếp tục đi. Ra. Ok quý vị. Nhân viên rất là đông nhưng mà khách hàng cũng rất là đông luôn. Đặc biệt bất kỳ này. Nhất là nằm gần cái bờ vùng biển đó quý vị. Là người ta hay vô mua. Những người mà đi biển á, người ta hay vô đây mua nhiều nhất. Tại vì đủ thứ. Đó, bán đồ dù giết rồi. Chúng ta đi biển mà đồ nó bán cũng phải giá cả phải chăng. Rồi đi mua giá cả phải chăng nha. Không có mắc mỏ giống như bên ngoài đâu. Ok, và đây cũng là trạm xăng cuối cùng cho chuyến đi của chuyến đi rally cho tổng thống Trump tại New Jersey hôm nay. Ok, đó, đây là được trạm dừng chân cuối cùng đây cho chuyến này. Bất kỳ mặt xe này, đông khủng khiếp. Nói thiệt luôn, đông mà đông một cách là quá khủng khiếp đông. Right. Bắt máy nữa mà. iPhone chuẩn bị tạm biệt iPhone rồi về tới 46 đi về bảo đo rồi sắp sửa rồi thì sắp sửa hết iPhone. Bây giờ về tới nhà vào lúc khoảng 3 giờ rồi. Đi sao về vậy đó. Giống như đi qua tới bệnh cũng vào lúc 3 giờ rưỡi sáng, nhưng mà mình đi về như mất hơn 1 tiếng ngồi luôn. Tại vì có nghỉ
mình về ban đêm này, tới đây ban ngày. Dạ, xin kính chào quý khán giả và vào đúng 3 giờ rưỡi chiều của ngày 11 của ngày 12 tháng 5 năm 2020 ngày 11 tháng 5 năm 2024 thì sau một chuyến đi rao lì từ New Jersey chúng em đã về đến nhà bình an quý vị. Thì qua đây cũng một lần nữa mình Võ và Ngọc Trang xin kính chào quý khán giả và xin tạm biệt quý vị. Hẹn quý vị những video kế tiếp. Và đây là hình ảnh tại ngôi nhà thân yêu của mình. Quý vị, Home Sweet Home đã về đến nơi bình yên vào lúc 3 giờ rưỡi chiều. Đi vào lúc đó và đi lên thì tại vì mình đi buổi tối, còn đi về mình đi ban ngày, về tới nhà thì ban ngày. Chính vì vậy mà giờ giấc thì chạy cũng y chang nhau thôi. Nên khác một điều là tối hôm qua mình về tới đây thì mình hôm nay mình về thì hơi mệt chút xíu, tại vì lúc mà bắt đầu mới cuộc rao rỉ ra thì cả ngày mình đã đuối rồi, cho nên hơi mệt chút xíu thôi. Còn chiều này chạy về tới nhà thì mọi sự đều bình an và quý vị, marketing của chúng ta đã nằm vào trong nhà bình an quý vị. Một lần nữa mình Võ và Ngọc Trang xin tạm biệt quý vị và hẹn quý vị những cái chương trình kế tiếp và những cái cuộc rao lì sắp tới đây nữa. Và những chuyến đi dài ngày như vậy, chúng đi là ngày đi ngày về ngày ở lại rao lì đó, đúng 3 ngày quý vị. Ok, một lần nữa thì mình Võ và Ngọc Trang xin tạm biệt và xin kính chúc quý khán giả và cảm ơn quý anh chị em cùng cô bác đã theo dõi cái hành trình của mình Võ và Ngọc Trang trong chuyến đi vừa qua tại New Jersey, Wellwood, một bãi biển và một cái record mới cho tổng thống Trump cho cuộc rao lì vừa qua, đó là cái cuộc rao lì tại bãi biển hôm qua đã gần ước tính gần đến 100.000 người quý vị. Đó là một số lượng người mà nói thiệt ra là quá đông cho một buổi rao lì như vậy. Ok, một lần nữa mình Võ và Ngọc Trang xin tạm biệt và hẹn quý vị cùng đến xem sau. Bye, thank you for watching.